Barcelona đang nắm cơ hội rất lớn để đoạt chức vô địch ở mùa giải năm nay sau khi thể hiện phong độ rất xuất sắc tại lượt về. Tiếp đón một đối thủ đang thường xuyên có kết quả không tốt mỗi khi đối đầu là Granada, một chiến thắng dành cho đội chủ sân Nou Camp rất có khả năng sẽ xảy ra trong trận này. Soi kèo nhà cái châu Á Barcelona gặp Granada tại vòng 29 La Liga, thời gian diễn ra là 0 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2011 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Camp Nou. Barca đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch ở mùa giải năm nay sau khi thất bại trong cuộc đua ở mùa giải trước. Với Granada, họ cũng đang có chút hy vọng mong manh nhằm lọt vào top 6 trên bảng xếp hạng. Nhận định bóng đá Barcelona gặp Granada, phong độ của Barcelona 5 trận gần nhất. Vào thời điểm này của mùa giải, Barcelona đang chính là đội có phong độ tốt nhất tại La Liga khi có tới 8 chiến thắng trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường và chỉ phải nhận duy nhất một thất bại. Cùng với sự thất thường của các đối thủ, thì Barcelona đã sống lại cơ hội đoạt chức vô địch ở mùa giải này khi hiện chỉ còn kém ngôi đầu khoảng cách là 5 điểm và còn một trận trong tay chưa đá. Phong độ của Granada 5 trận gần nhất. Trong khi đó, Granada dù đã cải thiện phong độ rất nhiều trong thời gian qua khi có 3 chiến thắng và chỉ phải nhận một thất bại trong 5 lượt trận gần nhất. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể cải thiện được vị trí của họ trên bảng xếp hạng khi đang đứng ở vị trí thứ 8 với 42 điểm và gần như hết cơ hội lọt vào top 4 khi bỏ lại với khoảng cách là 6 điểm. Soi kèo tài xỉu bóng đá Barcelona gặp Granada, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái ấn định cho hiệp 1 của trận đấu là 1,5. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 1,94 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 1,80 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 3,5. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 1,90 nếu trận đấu ra tài vừa được ăn xỉu mức 1,92 nếu ra xỉu. Trong 5 trận đấu gần nhất của Barcelona thì có tới 4 trận về tài và chỉ 1 trận về xỉu. Cũng ở 5 trận đấu gần nhất của Granada thì có 3 trận về tài và 2 trận về xỉu. Barcelona thời gian gần đây đang liên tiếp nổ tài và có được rất nhiều bàn thắng. Granada cũng vậy. Hơn nữa, cả 2 chiến thắng gần đây của họ đều ra tài. Tuy nhiên, với mức kèo cả trận quá lớn lên đến 3,5 thì tôi khuyên anh em nên chọn kèo xỉu cho trận này để có tỷ lệ thắng cao nhất. Soi kèo nhà cái châu Âu, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra thì Barcelona vẫn luôn có kết quả rất tốt mỗi khi gặp Granada trong lịch sử. Khi hơn 10 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, họ có tới 8 chiến thắng và chỉ phải nhận một thất bại. Lịch sử đối đầu giữa hai đội thì Barcelona cũng không phải nhận bất kỳ thất bại nào trước Granada khi được thi đấu trên sân nhà của mình. Trước những lợi thế như vậy, cùng phong độ đang lên rất cao, không quá khó để Barcelona có thể giành một chiến thắng trong trận này. Tỷ lệ kèo được nhà cái châu Âu ấn định trong trận này theo kết quả thắng, hòa và thua của Barcelona lần lượt có tỷ lệ 1,12, 14,25 và 8,75. Soi kèo nhà cái châu Á, ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 2,25. Barcelona là đội nằm kèo trên và chấp đối thủ 2,25 trái. Đây là mức chấp khá lớn, nhưng khi nhìn vào phong độ gần đây của hai đội, ta có thể thấy sự hợp lý mà nhà cái đưa ra. Barcelona đang có phong độ rất tốt. Họ cũng đã trở lại cuộc đua vô địch khi còn kém đội đầu bảng Atletico Madrid khoảng cách điểm ít ỏi. Cộng với hàng công đang ghi được rất nhiều bàn thắng, thì theo tôi giới đầu tư nên ưu tiên chọn cửa trên Barcelona và kèo xỉu để có khả năng thắng cao nhất. Dự đoán tỷ số trận đấu, Barcelona thắng Granada 3-0 hoặc 2-0.